Trung tâm điện tử anh Phương xin chào các bác. Và không biết là các bác có sở thích giống như anh Phương không? Khả năng dạo dày em mê loa Mỹ hơn cả mê chị em rồi. Nhà toàn loa Mỹ thôi. Báo cáo các bác là nếu cứ đi quay một vòng thì nhà em từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài thì toàn loa Mỹ là loa Mỹ thôi. Và ngày hôm nay chính thức là anh Phương đang nhập về hai đôi loa Mỹ rất cao cấp và giá thì rẻ giật mình luôn. Để xây dựng kênh mới thì anh Phương cũng không biết nói thế nào, chỉ biết nói là luôn luôn tìm những sản phẩm âm thanh chất lượng cũng như là với giá thành tốt nhất để phục vụ cho các bác. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì vừa mới bóc xốp xong hai cặp loa. Thực ra là sáng nay em bóc ba cặp loa Mỹ. Trong đó có những cặp loa bát 40, có những cặp loa bát 30, hàng siêu hiếm và siêu đẹp. Thì trước mắt các bác đang được cùng anh Phương tìm hiểu về hai cặp loa JB. Và đây là hai cặp loa JB rất phù hợp cho phòng khách gia đình. Chúng ta hãy quan sát kỹ cho em. Rất phù hợp. Bát 40. Nếu như mà các bác ngắm thế này, các bác có đoán ra nó là mã gì không ạ? Vâng, hai cặp loa bát 40 giá siêu tốt và rẻ giật mình đấy các bác. Cặp loa thứ nhất chúng ta quan sát thấy rằng có một bát 40 này. Một bát 40. Hàng còn nguyên tem giấy luôn các bác. Made in the USA. Một tép kèn titan. Con này thì logo của nó lại đặt ở phía trên luôn các bác này. JBL đặt phía trên. Đấy. Hàng còn rất là chất, thùng sơn sần. Và các bo này nó được bảo vệ bằng các cái góc bằng kim loại. Cho nên là chúng ta thấy rằng là gần như thùng vách của nó không bị va đập gì cả. Hàng bãi chưa lau chùi vệ sinh gì, nó đã đẹp xuất sắc như này. Chỉ cần lau chùi vệ sinh đi một tí là rất là đẹp rồi. Đấy, các bác thấy không? Những đôi loa chỉ hơn 10 triệu đồng một đôi loa Mỹ xịn. Hơn 10 triệu đồng một đôi loa Mỹ xịn. Em nói là Mỹ xịn nhé. Còn em nói là nếu mà loa Mỹ mà nó tầm 7-8 triệu thì em nghĩ không có đâu. Không có loa Mỹ 7-8 triệu đâu. Các bác chú ý cho em là đây là loa Mỹ đây. Made in USA đây. Đấy. Mã sản phẩm của cái cặp ngày hôm nay đó chính là cặp modem là TR125. Dòng loa 3 số. Dòng bãi xịn luôn các bác. Thùng sơn sần này. Thùng gỗ xịn này. Đánh tiếng rất sâu và rất là gấu. Đây là cặp loa thứ hai. Cặp loa này cũng là cặp loa bát 40 nhưng nó cao hơn, cao cấp hơn nhiều. Cặp loa này thì nó là dòng loa MRX515. Dòng loa này sử dụng hai bát 40 neo. Đấy, bát 40 neo và tép neo. Tép neo, bát neo. Dòng này thì cũng là dòng của Mỹ. Đấy. Được sản xuất ở Mexico. Đấy. MRX515. Các bác có thể tham khảo cái dòng sản phẩm này. Những dòng sản phẩm này về chất lượng âm thanh nó rất là hay. Về loa Mỹ nó rất là sạch tiếng. Cũng như là để trong phòng chúng ta thấy rằng những cặp loa Mỹ này nó tạo ra cái thương hiệu của người chơi. Hát karaoke thì tiếng của nó rất là rõ nét cũng như là nó rất là thật. Tạo ra cái âm thanh hi-fi. Cho nên là các bác mà có điều kiện một chút, các bác đầu tư những cặp loa này thì em nghĩ rất hợp lý. Có những cặp loa thì chỉ hơn 10 triệu đồng, có cặp loa khoảng độ hơn 20 triệu đồng một xíu là chúng ta đã có những cặp loa Mỹ rất hay rồi. Đấy. Đây là hai cặp loa bát neo, tép neo. Mời các bác thử cùng anh Phương nghe một chút về cái chất lượng âm thanh đối với những dòng sản phẩm này. Bây giờ anh Phương sẽ mở một đoạn để các bác cùng tham khảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng neo thì lời của nó sáng. Rành mạch từng gió nét, từng nét một. Châu quan họ em lại chờ anh. Năm một năm JBL bắt neo xem neo. Anh em nào làm sự kiện cũng như là thích dòng loa mà nó sắc nét về lời và nghe nhạc chi tiết thì đây là cặp loa mà chúng ta có khả năng đầu tư rất tốt. Còn anh em nào muốn chơi cái dòng loa nó vừa thuận tiện và nó hơn 10 triệu đồng thì chúng ta có thể đầu tư cái cặp loa PRX125 này. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video về những sản phẩm loa Mỹ. Chắc chắn rằng loa Mỹ nó sẽ là một trong những lựa chọn chính xác. Và phải khẳng định một điều rằng là loa Mỹ nó vẫn là chất. Mãi mãi về sau này nó vẫn là dòng sản phẩm chất. Xin cảm ơn các bác.